Các bạn đang nghe truyện độc tu của tác giả Thủy Đạo Bất Cô trên kênh TV Audio CV. Chương 408, Linh Vũ Độc Cưu và Bảo Trương Vàng. Lý Thủy Đạo chậm rãi thu hồi xong ngư du long kiếm, bước chân ổn định hạ xuống bên cạnh nham thạch nóng chảy. Hắn nhìn quanh bốn phía, thi thể thâm nguyên độc cư la liệt đầy đất, vết máu cùng với Linh Vũ đang xen cùng một chỗ, hình thành một cảnh tượng khủng bố. Ánh mắt hắn đảo qua đống thi thể, Chợt phát hiện trên thân một con thâm viên độc cư trong đám này có một cọng linh vũ cực kỳ bắt mắt. Hắn đưa tay nhổ linh vũ xuống, tỉ mỉ quan sát. Toàn bộ cọng linh vũ này có màu đen, nhưng bên trên lại tản ra một phần lục mang quỷ dị làm nó có chút bất phàm. Lục mang được che giấu rất kỹ, nếu không phải con thâm viên độc cư nọ đã chết khiến cho nó lộ ra bên ngoài, hẳn là không ai biết đến cọng linh vũ ấy đâu. Phải biết rằng, cư vốn là độc điểu. Thư sinh tồn ở vạn độc thâm nguyên lại càng là độc điểu trong độc điểu. Hẳn là loại linh vũ đặc biệt trên người chúng nó cũng có chút giá trị nhất định của mình. Lý Thủy Đạo bắt đầu kiên nhẫn thu thập, hắn cẩn thận tìm tòi những bộ thi thể chim cư khác, từng cộng linh vũ được phát hiện đều bị hắn cẩn thận nhổ xuống. Mỗi một cộng linh vũ đen nhánh đều cất giấu một tia lục mang thâm thúy, trên người một con thâm nguyên độc cư cũng chỉ có một cộng linh vũ dạng này, hẳn là trân quý vô cùng, đáng tiếc nơi này có nham thạch nóng chảy bao quanh ít nhất hơn một nửa thi thể độc cư đã chìm vào trong nham thạch cả rồi tới cuối cùng lý thủy đạo chỉ thu thập được bốn cộng linh vũ độc cư với số lượng này có lẽ chỉ đủ là một quả cầu lông nho nhỏ nếu muốn chế tác thành một cái độc phiến ít nhất cũng phải thu thêm mười mấy cộng nữa hắn để linh vũ độc cư vào trong một cái hộp gỗ lại bỏ hộp gỗ vào túi trữ vật coi như đây là thu hoạch đầu tiên của bản thân lại nói xích diễm hạp cốc này là một nơi nổi danh như vậy bên trong không thể không có bảo trương vàng lý thủy đạo điểm nhẹ mũi chân lướt trên mặt đất nham thạch chảy xuôi ngay dưới chân chỉ thấy mũi chân hắn nhẹ đạp vào hư không chậm rãi tìm tòi từng tấc đất bên trong xích diễm hạp cốc đúng là tu sĩ thông linh cảnh đi lại ở trong này vô cùng khó khăn nhưng đối với tu sĩ dung linh cảnh có thể phi hành thì đi lại ở nơi đây cũng tương tự như dẫm trên đất bằng rất nhanh lý thủy đạo đã có phát hiện phía trên một vách đá có một chỗ lõm xuống bên trong chỗ bị lõm xuống này có cất giấu một chiếc bảo rương màu vàng tuy bảo rương có kích thước khá lớn nhưng bay trên không trung căn bản không thể phát hiện ra nó chỉ khi đi bộ tìm kiếm mới có cơ hội phát hiện ra chỗ che giấu chiếc bảo rương này bảo rương được giấu ở bên trong một vách núi hiểm trở nham thạch cực nóng không ngừng sôi trào vỗ lên vách núi đá tản ra sóng nhiệt bức người nếu không cẩn thận để bản thân tiếp xúc đến nham thạch nóng chảy bên dưới sẽ bị nó gây tổn thương trong nháy mắt mà phía dưới vách núi lại là một cái hồ dung nham với nham thạch nóng chảy không ngừng thiêu đốt hừng hực tản ra khí tức nóng cháy trong hồ chỉ có mấy tảng đá trần trụi nhô lên miễn cưỡng tạo ra một con đường hẹp hòi đi thông đến vị trí đặc bảo trương vàng đối với tu sĩ thông linh cảnh bình thường ngay cả khi đã phát hiện ra hoàng kim bảo trương thì muốn lấy được nó cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn nhưng đối với lý thủy đạo đây hoàn toàn không phải là chuyện. Chỉ thấy hắn ngưng tụ pháp lực, thi triển phi hành thuật, thân thể nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, sau đó chân đạp hư không, vững vàng bay qua nham thạch nóng chảy, tránh được những điểm ngẫu nhiên phun trào của nham thạch nóng chảy cực nóng. Đồng thời, trên người hắn cũng ngưng kết thêm một tầng hàng băng hộ thuẫn, dù ngẫu nhiên bị nham thạch nóng chảy bắn lên người, chúng cũng không thể gây thương tổn cho hắn. Lý Thủy Đạo vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến mặt ngoài bảo trương, cảm nhận phẩm chất kim loại lạnh lẽo của nó. Cái trương này lại được chế tạo bằng hoàng kim, lại nói, vì sao phải mở bảo trương ở đây chứ? Trực tiếp chuyển cái trương nọ đi không phải là được rồi, Lý Thủy Đạo cẩn thận nghiên cứu cái trương này một chút mới phát hiện, đúng là phần đầu của nó khá lớn, lại được khảm vào vết lõm trong vách đá, không dễ chuyển ra ngoài. Sau khi cẩn thận quan sát một thoáng, Lý Thủy Đạo vươn tay tới, kéo phần linh kiện bên trên chậm rãi mở bảo trương ra răng rắc âm thanh kim loại ăn khớp với nhau cực kỳ nhỏ truyền đến dội vào trong tai hắn tuy âm thanh này cực kỳ mỏng manh nhưng hắn lại nghe rất rõ ràng nó giống hệt tiếng động phát ra khi đĩa quay của bác quái tỏa chuyển động trong lòng lý thủy đạo run rẩy ngón tay hắn trực tiếp chậm lại giống như thời gian cũng đóng băng theo chỉ thấy một luồng pháp lực nhanh chóng ngưng kết trên đầu ngón tay hắn nở rộ ra quang mang màu trắng bạc thái âm pháp lực như thủy ngân tràn ra mềm mại như nước chảy nó thuận theo ngón tay lý thủy đạo chậm rãi chảy xuôi xuống dưới giống như một sợi tơ màu bạc sợi tơ này tinh tế mà mềm dẻo có cảm giác nó sẽ xuyên thấu hết thảy mọi thứ trên đời ánh mắt lý thủy đạo ngưng trọng hẳn lên hắn nhẹ nhàng chạm ngón tay lên mặt ngoài của bảo trương sợi tơ màu bạch kim ấy thuận theo cái chạm của hắn trực tiếp thẩm thấu qua khe hở bên ngoài bảo trương tiến vào bên trong nhẹ nhàng đụng tới chiếc khóa ngầm bị giấu giếm. Thái âm pháp lực cùng với thuộc tính không lỗ hổng nào không chui vào, đã nhanh chóng thẩm thấu khắp ngõ ngách bên trong bảo trương. Lý Thủy đạo dụng tâm cảm nhận được từng biến hóa cực kỳ nhỏ trên sợi tơ. Thông qua biến hóa của sợi tơ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một phản ứng vi diệu nhất bên trong bảo trương ấy. Đến đây, khóe miệng hắn chợt lộ ra một nụ cười. Đúng là bên trong bảo trương có một chiếc bát quái tỏa nhưng thứ này cực kỳ đơn sơ chỉ có một đĩa quay lấy tạo nghệ trận pháp cùng với thủ đoạn mở rương của hắn hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động trực tiếp mở rương ra sợi tơ tinh tế di chuyển bên trong bảo trương giống như một con rắn nhỏ linh động nó tìm kiếm các loại thông đạo đường mạch ẩn trong chiếc khóa ngầm muốn thăm dò ra phương thức mở khóa chính xác lý thủy đạo lại tinh tế điều chỉnh cường độ và tần suất của pháp lực kiên nhẫn nỗ lực tìm kiếm chìa khóa mở ra chiếc bát quái tỏa này. Tới cuối cùng, khi hắn cảm nhận được một tia biến hóa vi diệu, sợi tơ pháp lực nhẹ nhàng rung động bên trong bảo trương, tựa như một ngón tay bắt đầu tiếp xúc tới cơ quan của bát quái tỏa, khiến cho chiếc la bàn vốn được giấu dến bên trong hoàng kim bảo trương nhanh chóng chuyển động lên. Một mảnh linh quan nhà nhạt từ bên trong bảo trương lộ ra bên ngoài. Giải trừ rồi trong lòng Lý Thủy Đạo vô cùng vui vẻ. Hắn cẩn thận mở bảo trương ra, thứ ánh vào mi mắt chính là một cuốn ngọc sách tinh mỹ cùng với 10 khối hoàng ngọc được xếp chồng lên nhau, khá là chỉnh tề. Lấy ra vừa thấy hoàng ngọc trên cuốn sách nọ trị giá 500 công hương, 10 khối chính là 5.000 công hương. 5.000 công hương đổi ra không được 50 linh thạch. Nhưng công hương của ngũ độc môn có thể trợ giúp lý thủy đạo luyện thành, thái âm chỉ, linh thạch có nhiều hơn nữa cũng không được. Ngoại trừ 10 khối hoàng ngọc và một quyển ngọc sách, còn một chiếc khóa nhỏ vừa rơi xuống nữa một cái bảo rương to như vậy, nhưng tuyệt đại bộ phận bên trong đều trống không, chỉ sợ bọn họ làm như vậy để phòng ngừa mấy tên khốn nạn nào đó thực sự chuyển cả chiếc bảo rương này ra ngoài. Lại nói, chiếc khóa nhỏ nọ vốn không nên tồn tại. Nó chính là chiếc khóa ngầm được đặt bên trong bảo rương, nếu không phải Lý Thủy Đạo dùng Thái Âm pháp lực giải trừ cấm chế của khóa nhỏ trước, mà mạnh mẽ mở tương, chiếc khóa nhỏ này chắc chắn sẽ vỡ vụn, thậm chí còn có thể biến mất và phát động cấm chế bên trong. Lý Thủy Đạo thu chiếc khóa nhỏ cùng với cuốn ngọc sách kia, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống con đường lát đá đen bên trong xích diễm hạp cốc. Đến đây, hắn mới lấy ra cuốn ngọc sách vừa lấy được tới tay, bắt đầu cẩn thận đọc. "Đạo thư, Hỏa Diễm Chi Tâm, đây là một bộ lấy công pháp hệ hỏa, hỏa diễm tinh linh, làm đồng tham, uy lực thật lớn." Chỉ dựa vào uy lực được miêu tả trong này, có thể phán đoán cuốn công pháp nọ tuyệt đối sẽ vượt xa Bạch Cốt Huyết Ma Công. Nhưng bản đạo thư này lại tồn tại một vấn đề rất lớn, đó là nó hoàn toàn không nói cho tu luyện giả biết nên làm như thế nào mới có thể nhận được Hỏa Diễm Tinh Linh. Mà không có, đồng tham, tương ứng thì tu luyện như thế nào? Đối với người bình thường, đây là một quyển đạo thư không thể tu luyện, có mạnh đến mấy cũng tương đương với phế thư. Nhưng với tầm mắt của Lý Thủy Đạo, tự nhiên hắn sẽ biết cách sửa sang công pháp. Phải biết rằng Toàn bộ công pháp trên thế gian này vốn là đời đời sao chép. Dưới tình huống bình thường, khoảng 8 phần nội dung đều dựa vào sao chép, chỉ có 2 phần là dựa vào bản gốc mà thôi. Sở dĩ không thể sao chép từ đầu đến cuối, bởi vì đồng tham của mỗi người vốn không giống nhau. Chuyện này đã bức bách khiến cho nhóm tu luyện giả sau khi nhận được công pháp của người khác, không thể không vắt hết đầu óc tới suy tư ra bản gốc của nó, rồi biến thành thứ mình có thể sử dụng được. Bản thân quá trình này chính là tích lũy. Lấy ví dụ như, ngũ đại chân công, của ngũ độc môn đều chỉ có thể tu luyện đến thông linh cảnh hậu kỳ, nếu muốn càng tiến thêm một bước, tất cả chúng đều phải sửa cũ thành mới. Thiết cách mô âu dương nhận, độc thủ lão nhân, ma chỉ thái tuế, trong những người này, có ai không phải tự nghĩ ra độc môn tuyệt học của riêng mình đâu, những vị sư phụ giỏi về giáo dục đồ đệ đều biết tìm mọi cách để dẫn đường khiến cho đồ đệ của bọn họ tự sáng tạo ra những bộ công pháp độc đáo, tự nghĩ ra độc môn tuyệt học thuộc về chính mình. Nhưng khẳng định là trong khoảng thời gian ngắn, Lý Thủy Đạo không thể tu luyện môn đạo Pháp, hỏa diễm chi tâm, này được. Pháp lực của hắn vốn thiên về thủy thuộc tính, lại tu luyện, tiên thiềm khí, nhiều năm, đã chuyển hóa thành thái âm pháp lực, hoàn toàn xa lạ với môn công pháp này, không cần biết sửa sang như thế nào cũng không thể thành công tu luyện được. Đáng tiếc, Lý Thủy đạo lộ vẻ mặt tiếc nuối, nếu có thể tu luyện môn công pháp này, hẳn là hắn cũng có thể luyện hóa một luồng hồng liên hắc hỏa thiên sinh địa dưỡng bên trong thiên trì bảo kia. TTT, đột nhiên có một đàn hỏa độc độc hạt xuất hiện trước mặt Lý Thủy đạo, trực tiếp chắn ngang đường đi của hắn. Đàn bọ cạp này ùng ung kéo đến từ bốn phương tám hướng, nhanh chóng bao vây xung quanh hắn. Lưỡi lửa hỏa diễm bay như mưa, độc châm lóe sáng, khí tức hung mảnh của chúng nó làm người ta sinh lòng sợ hãi lý thủy đạo điểm mũi chân một cái nhẹ nhàng nhảy lên thân hình như bay giống như một con chim yến linh động xuyên qua vòng vây của đám hỏa độc hạt mắt thấy lý thủy đạo xẹt qua trên đỉnh đầu mình còn chúng nó ngay cả góc áo của hắn cũng không chạm vào được đám hỏa độc hạt chỉ có thể cua kìm lớn lên hung hăng cắt qua không gian phía trước lý thủy đạo dễ dàng tránh thoát vòng vây chặt chẽ của đám hỏa độc hạt bóng dáng hắn càng lúc càng xa nhanh chóng biến mất bên trong mảnh sương mù bao phủ khắp xích diễm hạp cốc một hang động bí ẩn. Lý Thủy Đạo đang cẩn thận mở ra chiếc bảo rương bạc được giấu trong góc. Lại nói, thủ pháp mở bảo rương bạc cũng cần dùng tới thái âm pháp lực không lỗ hổng nào không chui vào, phải hóa giải khóa ngầm bên trong trước, sau đó lại mở nắp rương ra. Thu hoạch lần này của hắn là một chiếc khóa nhỏ, một bình đan dược và hai khối hòa ngọc. Khóa nhỏ là khóa ngầm được bố trí bên trong bảo rương bạc, đan dược là 10 hạt ngọc hành đan, hai quả hoàng ngọc bằng một ngàn điểm công huân mở hai cái rương sáu ngàn công huân đã tới tay tìm bảo rương bên bên trong hang động thâm viên này thật là phiền toái mỗi một cái đều được giấu vô cùng bí ẩn phi hành bên trên căn bản không thể ra tìm được mãi đến tận bây giờ lý thủy đạo cũng chỉ thu được một cái rương vàng một cái rương bạc hắn có mở hai cái rương đồng nhưng ngoại trừ đồ ăn và nước bên trong không còn cái gì khác nữa căn bản không lấy được công huân Lý Thủy Đạo rời khỏi hang động nọ. Lúc này, hắn đã ra bên ngoài xích diễm hạp cốc rồi, bản thân đang ở bên trong một khu vực tràn ngập hắc ám. Bành, đột nhiên, một tiếng nổ ở xa xa vang lên, một luồng ngân quang phóng lên cao, chiếu sáng vạn độc thâm viên đen nhánh. Ngân quang nở rộ giữa không trung, hình thành một đóa hoa chói lọi, tản ra quang mang chói mắt, đủ để khiến cho tất cả người chú ý ngân quang tận trời, hiển nhiên đang có người mở ra bảo trương bạc lại nói kể cả bảo trương vàng lẫn bảo trương bạc chỉ cần bị mở ra đều sẽ bộc phát một luồng ánh sáng tận trời nó chính là tín hiệu cảnh báo nó cho những người chung quanh biết có người đang thu hoạch bảo tàng ở vị trí đó nguyên lý của bộ cơ quan này cũng cùng loại với tín hiệu cảnh báo hồng quang phát ra ở thời điểm ai đó mở bát quái tỏa chỉ khác một điều tín hiệu cảnh báo hồng quang do bác quái tỏa phát ra để nhắc nhở chủ nhân của động phủ có người đang trộm vật phẩm còn ánh sáng tận trời của mấy cái bảo rương này lại muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng, đã đến giờ giết chóc. Không cần nghĩ cũng biết, vị trí kia sắp nên đón một hồi gió tanh mưa máu. Một cái bảo rương bạc mà thôi, nhưng nó chính là một, hai ngàn điểm công hưng, một bình ngọc hành đan. Đám rác rưỡi kia nhanh chân thật Lý Thủy Đạo có chút khinh thường biểu môi một cái. Sau đó, hắn nhẹ nhàng ném ra chiếc khóa nhỏ trong tay. Chiếc khóa nhỏ này vừa được hắn tháo dỡ từ bên trong bảo rương bạc nọ xuống dưới. Hắn dùng thái âm pháp lực không lỗ hổng nào không chui vào của mình để mở ra bảo rương vàng bạc, sẽ không phát động thứ ánh sáng tận trời kia, từ đó có thể lặng yên không một tiếng động đi thu hoạch bảo tàng. Đương nhiên hắn sẽ không chạy đến nơi thị phi kia, căn bản không cần thiết phải đi tranh cướp một cái bảo rương bạc với nhóm tu sĩ thông linh cảnh hậu kỳ. Một mình hắn phát tài không thơm hơn sao, Húng chi nguyên nhân lớn nhất khiến tu sĩ Dung Linh cảnh có thể nghiền ép tu sĩ Thông Linh cảnh chính là một bên có thể bay còn một bên thì không. Mà hiện tại, Lý Thủy Đạo nhất định phải giấu giếm, không để người khác nhìn ra mình đã bước vào Dung Linh cảnh rồi. Điều này cũng đồng nghĩa với hắn không thể tùy tiện sử dụng phi hành thuật ra bên ngoài được, bởi vậy mà đi tới cận thân bắt đấu cùng một đám Thông Linh cảnh hậu kỳ, vẫn có tính nguy hiểm rất lớn, chính vì cái gọi là thiên kim chi tử không ngồi gần mái hiên nhà đường đường là bảo chủ há có thể tranh cướp đồ ăn cùng một đám nhà quê chân đất lý thủy đạo lập tức thay đổi một phương hướng khác nhẹ nhàng lướt qua vạn độc thâm nguyên này rất lớn nhưng ở bên trong xích diễm hạp cốc vạn độc thâm nguyên chỉ có nhất giai độc vật căn bản không thể tạo thành uy hiếp đối với lý thủy đạo hắn đến đây để thu gặp công huân không phải đến để đánh nhau càng không phải đến để tranh đoạt xếp hạng trên địa bản cứ như vậy bên trong vạn độc thâm nguyên tối tăm u ám một mình Lý Thủy Đạo đi thẳng về phía trước. Bảo trương vàng bạc đều bị người ta giấu đi rồi, muốn nhận được, chủ yếu phải dựa vào vận khí. Lại bởi vì bị hải xà đạo nhân Lý Thiên Vũ phản đối, khiến trong tay Lý Thủy Đạo vốn không có bản đồ của vạn độc thâm uyên. Nhưng hắn cũng không cần bản đồ, chỉ cần biết vị trí cửa vào cùng với vị trí của xích diễm hạp cốc là đủ, những địa phương khác cứ tùy tiện đi dạo, đi dạo thành quen tự nhiên sẽ có bản đồ một con đường đi tới cuối trước mắt là khe núi đi xuống nhìn lại sâu không thấy đấy nơi này là vạn độc thâm nguyên xung quanh chỉ có ánh sáng nhạt bởi vậy lý thủy đạo cũng không biết khe núi trước mắt mình sâu bao nhiêu nếu là trước kia hắn nhất định sẽ đi đường vòng nhưng hiện giờ không giống vậy ngay cả tự hỏi lý thủy đạo cũng chẳng thèm làm đã không chút do dự nhảy xuống khe núi kia rồi nhảy lỡ như phía dưới vừa vặn có cái bảo trương vàng thì sao không khí gào thét lao qua bên tai, gió làm y bào trên người hắn bay phất phới. Học được phi hành thuật tuyệt đối là sung sướng như vậy, tùy thời tùy chỗ đều có thể thả người nhảy dựng lên, rơi xuống cũng không cần để ý đến hậu quả. Mặt đất càng ngày càng gần, Lý Thủy Đạo cũng nhìn rõ được tình huống bên dưới. Dưới khe núi có một mảng lớn đầm lầy, còn có mảnh chứng khí đậm đặc nổi lơ lửng phía trên đầm lầy. Độc chướng ngưng mà không tán, một mực động lại, ngập tràn trong không khí. Lý Thủy Đạo rơi vào bên trong khí độc, vi lực của loại khí độc này rất lớn, ngay cả hắn cũng có chút đầu ván mắt hoa. Tại thời điểm Lý Thủy Đạo chuẩn bị rơi thẳng xuống đầm lầy, linh quang thoáng hiện trên người hắn, một luồng độn quang bao lấy thân thể, khiến hắn lơ lửng ngay giữa không trung. Nếu hắn không biết bay, khẳng định là lúc này đã xong đời rồi, Lý Thủy Đạo đưa mắt nhìn quanh bốn phía, bên trong lộ ra vẻ sợ hãi xen lẫn với vui mừng không sao tin nổi bởi vì ở cách đó không xa, vừa vặn có một bảo trương bạc. Bảo trương này nằm ngay trên một tảng đá giữa đầm lầy, giống như một đóa hoa tươi, chỉ chờ hắn đi ngắt lấy. Tiền bối cứu mạng, Lý Thủy Đạo xoay người, trông thấy một nam nhân nửa thân thể đã rơi vào đầm lầy. Người này cường tráng, mày rậm mắt to, toàn thân đều là bùn đất. Lý Thủy Đạo còn chưa nhận ra đối phương, đối phương lại nhận ra Lý Thủy Đạo trước. Đạo huynh, ta là thiên minh, ta là triệu thiên minh đây triệu thiên minh dùng ánh mắt khó mà tin được nhìn lý thủy đạo lý thủy đạo mỉm cười gật gật đầu nói thiên minh huynh thật là có duyên nha triệu thiên minh lộ vẻ mặt cảm khái nói hóa ra đạo huynh ngươi lại là cao thủ dung linh cảnh đúng là thất kính thất kính ta hiện giờ đã rơi vào đầm lầy động cũng không dám động xin đạo huynh hãy kéo ta một tay triệu thiên minh cầu xin thiên minh huynh đừng khách khí ta sẽ đến giúp ngươi. Lý Thủy Đạo mỉm cười, lập tức phi độn lên tới đỉnh đầu Triệu Thiên Minh. Gương mặt Triệu Thiên Minh vừa lộ vẻ mừng rỡ đã lập tức biến sắc. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo mới phi độn đến đã dẫm một cước thật mạnh xuống mặt gã, trực tiếp đạp cả người Triệu Thiên Minh rơi xuống đầm lầy. Triệu Thiên Minh ở trong đầm lầy điên cuồng giải dụa, nhưng càng giải dụa lại càng lún sâu hơn. Lý Thủy Đạo đang lơ lửng giữa không trung, lập tức vỗ một cái vào túi trữ vật lấy xong ngư du long kiếm ra ngoài linh quang trên thân kiếm tăng vọt trực tiếp đâm ra một kiếm về phía triệu thiên minh tới khi lý thủy đạo thu hồi xong ngư du long kiếm triệu thiên minh đã không còn năng lực giải dụ nữa hai bàn tay gã trôi nổi phía trên đầm lầy sau đó chậm rãi trầm xuống cuối cùng là hoàn toàn bị đầm lầy bao phủ ở bên trong tùy tiện hắn đã quá tùy tiện rồi còn lại một mình lý thủy đạo lập tức rơi vào tự trách thật sâu nếu không phải hắn ỷ vào bản thân có phi hành thuật hắn tuyệt đối không thể tùy tiện đi thả người nhảy từ phía trên khe núi xuống nơi này nếu bên dưới là mặt đất đặc chất nện xuống thì cũng thôi đi nhưng hết lần này tới lần khác ở bên dưới lại là một mảnh đầm lầy lý thủy đạo không thể không thi triển phi hành thuật bảo mệnh để hiện giờ triệu thiên minh đã biết bí mật của hắn đương nhiên lý thủy đạo chỉ có thể giết người diệt khẩu hắn tự trách mình không phải vì chuyện bản thân đã giết triệu thiên minh chỉ vì tự cảm thấy chính mình đã quá phóng túng tùy tiện rồi lại nói một tu sĩ dung linh cảnh như hắn thật sự rất khó ngụy trang chung quy lại phi hành thuật cũng quá hữu dụng bọn họ sẽ theo bản năng mà dùng đến nó bị thâm nguyên độc cư ném thẳng xuống nham thạch nóng chảy để cầu sống vì bảo mệnh hắn dùng đến phi hành thuật cũng thôi nhưng bị một đám hỏa độc hạt ngăn chặn rõ ràng lý thủy đạo có thể tự mình mở ra một đường máu vậy mà hắn vẫn lựa chọn phương thức đơn giản nhất là phi hành khi đối mặt với khe núi rõ ràng hắn có thể đi vòng qua nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại lựa chọn thả người nhảy xuống cũng giống như chuyện bản thân có thể phi hành nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn đi bộ trên mặt đất vậy bản thân nó chính là một chuyện vô cùng ngu xuẩn lý thủy đạo thầm hạ quyết tâm lần này sau khi bản thân thu gặp đủ công huân ở vạn độc thâm nguyên luyện thành, thái âm chỉ, sẽ không tiếp tục dùng thân phận tu sĩ thông linh cảnh đi tới tham dự thí luyện hoặc là làm nhiệm vụ nữa. Ngày sau, chờ Lý Thủy Hồng thành công thăng cấp dung linh cảnh, hắn cũng lập tức tuyên bố mình cũng thành công thăng cấp luôn. Thật sự không cần tiếp tục giả vờ thêm nữa, hắn chỉ giả vờ vì tránh né cường địch, hoặc vì lợi ích lớn lao thôi. Đợi sau khi luyện thành thái âm chỉ, Coi như trong tay đã có một con bài chưa lật rồi Dù lúc ấy, Tu Vi bại lộ Hắn cũng không sợ bị người khác nhằm vào Sau khi tự chỉ trích bản thân xong Lý Thủy Đạo lại chậm rãi rơi xuống phía trên đầm lầy Dưới chân hắn ngưng kết ra một tầng hàng băng Dẫm lên hàng băng Sẽ không sợ bản thân chìm sâu xuống đầm lầy Từ giờ trở đi Hắn nhất định phải Tự hạn chế Chính mình Đã giả vờ thì phải giả vờ cho hoàn hảo Không đến lúc vạn bất đắc dĩ tuyệt không phi hành Hiện giờ những người tham dự thâm uyên thí luyện đã tản ra bên ngoài, khắp nơi đều là những con mắt tò mò tọc mạch, chỉ cần Lý Thủy Đạo lơ đảng phi hành một cái, có lẽ sẽ làm chính mình bại lộ. Đến lúc đó, đối phương tố giác đến chấp pháp đường, chỉ sợ toàn bộ, công hưng, Lý Thủy Đạo thu gặt được sẽ về không? Thông linh cảnh, hiện tại hắn chính là tu sĩ thông linh cảnh. Lý Thủy Đạo lập đi lặp lại, không ngừng cảnh báo chính mình, cùng lúc ấy, mảnh hàng băng dưới chân hắn bắt đầu kéo dài ra hắn đạp lên tầng băng hơi mỏng, đi tới trước mặt bảo rương bạc. Hai tay đặt lên viền bảo rương, thái âm pháp lực giống như một dòng nước bình thường, từ từ xâm lấn. Pháp lực mềm mỏng, như tơ như sợi, nhẹ nhàng chuyển động khắp đường rảnh của chiếc khóa nhỏ được giấu giếm bên trong bảo rương bạc, khóa nhỏ cũng chuyển động theo, phát ra âm thanh, hoa lạp lạp. Răng rắc. Khóa ngầm bị bóc ra. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng mở bảo rương bạc. Trong bảo rương có một thanh kiếm, chính xác là một thanh phi kiếm màu lam cùng với bốn khối hòa ngọc. Một kiện pháp khí cộng hai ngàn công huân. Lý Thủy Đạo cầm thanh phi kiếm màu lam ấy trong tay, thân kiếm tản ra cảm giác mát mẻ. Đây là một thanh phi kiếm thuộc tính băng thủy, Lý Thủy Đạo cầm nó trên tay, nhanh chóng luyện hóa. Trung phẩm pháp khí, lam sương kiếm. Hắn nắm chặt lam sương kiếm, cảm nhận lực lượng băng hàng ẩn chứa bên trong thân kiếm. Tuy chỉ là một thanh trung phẩm pháp khí, nhưng đặc tính này lại có chút kết hợp cùng với công pháp của hắn, cầm nó trên tay, băng thiềm khí có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Kiếm phong như băng, thân kiếm như nước, sau khi băng thiềm khí bám lên trên, mỗi một nhát chém đều mang theo lực lượng băng hàng lạnh thấu xương. Lý Thủy Đạo không nói hai lời, trực tiếp dắt Lam Sương Kiếm ở bên hông. Từ giờ trở đi, Lam Sương Kiếm, này chính là pháp khí chủ chiến của hắn. Còn song ngư du long kiếm, tuy thanh kiếm này càng mạnh hơn nó, nhưng cầm trên tay lại quá cao cấp, hoàn toàn không thích hợp. Bên trong vạn độc thâm nguyên, có một ngọn núi cao, trực tiếp cắm thẳng lên thiên không, giống như một cây cột thô to đâm xuống thâm nguyên địa huyệt. Vô số nhánh rễ cây khổng lồ từ trên trời buông xuống, đang vào nhau tạo thành một cái lưới rắc rối phức tạp. Một luồng khí tức ẩm ướt cùng với chút xíu mùi mốt mỏng manh phả thẳng vào mặt. Trên vách núi đá mọc đầy đài rêu và dây leo, chúng nó dây dưa cùng một chỗ, rễ cây từ trên buông xuống, xuyên qua vách núi đá, kéo dài đến chỗ sâu trong sào huyệt, bên trong sào huyệt tối tăm mà rất lạnh, chỉ có những đài rêu phát quan cung cấp một chút ánh sáng nhạt nhòa. Trên mặt đất bị một đống mảnh gỗ nhỏ thật dày, đã hư thối, bao trùng, chợt phát ra tiếng chân nhẹ nhẹ. Nhóm độc vật đang lặng yên hoạt động bên trong hoàn cảnh sào huyệt âm u này, đó là đám thâm viên độc cư trực tiếp kết bè kết lũ, tự do ra ra vào vào sào huyệt bộ lông chim trên người chúng nó lóe lên màu tím đen thâm thúy, trong khi bản mạng linh vũ lại tản ra một quần sáng màu lục yếu ớt, mỏng manh. Chúng nó xuyên qua khoảng giữa những đoạn rễ cây, thi thoảng sẽ đứng trên vách đá nhô ra ngoài để nghỉ ngơi, chốc chốc lại dương cánh bay lượn, hoàn toàn có được tự do vô tận ở bên trong thế giới hắc ám này. Trong khi nhóm tu sĩ ngũ độc môn đang cẩn thận đi trên mặt đất, cố gắng hết mức để bản thân không phát ra tiếng động. Tu sĩ ngũ độc môn đang di chuyển trên mặt đất, cũng không dễ chọc như vậy. Nhóm thâm uyên độc cư biết cân nhắc lợi hại, chỉ đứng từ phía xa xa nhìn, nhưng nếu nhóm tu sĩ kia lại có gan đi tới tiếp cận sao huyệt, chúng nó sẽ gầm rú lên, trực tiếp đuổi bọn họ đi xa, ngược lại, nếu bọn họ còn dám xâm nhập vào sao huyệt, chúng nó sẽ súng vào vây công đám người không biết chết sống ấy. Càng tiếp cận sao huyệt, chúng nó tiến công càng hung tàn. Nhưng thâm uyên độc cư cũng có trí tuệ cực cao, nếu chúng nó phát hiện người xâm nhập có tu vi cao hơn bình thường, cũng sẽ từ bỏ chống cự, đứng tiếp ở phía xa xa tránh né. Đàn thâm uyên độc cư kết bè kết lũ bay lượn trên không trung, phát ra tiếng kêu khàn khàn mà trầm thấp, cảnh cáo tất cả những con người muốn tới gần lãnh địa của chúng nó. Dưới tình huống bình thường, nhóm người đến thâm uyên thí luyện đều không dám đến gần nơi này xét cho cùng, vạn độc thâm uyên này cũng cực kỳ rộng lớn, bất cứ nơi này cũng có khả năng tìm được bảo rương vàng bạc, không cần thiết phải chui đầu vào hang ổ của thâm uyên độc cư dù vậy vẫn có người nhìn chằm chằm vào hang ổ của độc cưu bởi vì càng là nơi nguy hiểm càng có khả năng xuất hiện bảo trương vàng đây là quy luật dù sao những chiếc bảo trương này cũng là con người đặt nó vào đấy mà không phải thiên sinh địa dưỡng nhóm tu sĩ cấp cao của ngũ độc môn sẽ đặt bảo vật ở những nơi nguy hiểm dùng chúng làm phần thưởng cho những tu sĩ cấp thấp đây vốn là chuyện thường tình của con người lúc ấy có hai bóng người giống như tảng đá bình thường đang cẩn thận di chuyển vừa đi vừa ngừng bên trong sào huyệt của độc cư ở thời điểm thâm viên độc cư bay qua trên đỉnh đầu bọn họ sẽ giả vờ là tảng đá nhưng chờ đến lúc độc cư bay đi rồi các nàng sẽ tiếp tục xâm nhập nam cung cầm và tô tiểu ngọc khoác trên người chiếc áo choàng màu xám tro như nham thạch ngụy trang thành hai tảng đá xám xịt đang di chuyển bên trong sào huyệt của thâm viên độc cư sư tỷ có con côn trùng vừa chui vào áo choàng của ta tô tiểu ngọc dùng âm thanh vô cùng tinh tế nói Vậy thì có gì quan trọng đâu? Nam Cung cầm nhỏ giọng hỏi. Nó đang cắn ta. Ngươi là độc thể mà, nhưng nó ngứa. Nhìn xuống đi, lộn xộn là phải chết đó. Nam Cung cầm nhỏ giọng nhắc nhở. Qua oa oa, đột nhiên có hai con thâm viên độc cư phát ra tiếng kêu đầy quỷ dị, khiến cho bảy, tám con thâm viên độc cư xung quanh đều hạ xuống đất, đi tới bao vây xung quanh hai, tảng đá, vừa rồi. Tô Tiểu Ngọc cố gắng chịu đựng. Nàng cắn chặt đôi môi đến mức gương mặt cũng có chút trắng bệch, cố gắng không để mình phát ra bất cứ âm thanh gì hay một chút dao động thân thể nào cả. Dù vậy, đám thâm nguyên độc cư cũng sinh ra hứng thú thật lớn đối với tảng đá do Tô Tiểu Ngọc cải trang. Chúng nó bay chung quanh nàng vài vòng, dùng ánh mắt sắc nhọn cẩn thận quan sát. Nam Cung Cầm đã cầm thật chặt chui kiếm, một khi bại lộ, bọn họ cũng chỉ có thể mạnh mẽ thoát khỏi vòng vây. Nhưng chiếc áo tràng nham thạch xám này chỉ là một kiện hạ phẩm pháp khí được luyện chế vô cùng thô ráp, tất sẽ tổn hại trong chiến đấu. Có lẽ nhiệm vụ sư phụ dặn dò bọn họ phải tuyên cáo thất bại ở đây rồi, đột nhiên, qua oa oa, từ phía xa xa truyền đến tiếng rít gào dồn dập của độc cư, hiển nhiên là có người xâm nhập. Nhóm thâm viên độc cư vốn đang tìm kiếm bí mật của tảng đá kia đều dương cánh, bay về phía âm thanh truyền đến. Nhóm độc cư nọ vừa mới bay đi, tô tiểu ngọc đã vội vàng xốc chiếc áo choàng nham thạch xám trên người tới này này nơi này là sào huyệt độc cưu ngươi nhịn một chút không được hay sao nam cung cầm tức giận nhắc nhở tô tiểu ngọc không nói hai lời đã khẩn cấp thò tay vào trong váy nàng không dám dùng sức chỉ có thể cẩn thận kéo kéo hai cái dù vậy cũng có cảm giác ngứa ngáy không chịu nổi ừm um, nha Tô Tiểu Ngọc không nhịn được lập tức phát ra âm thanh. Nói này chính là khu vực bên trong sào huyệt của độc cư đó, Nam Cung Cầm cũng nghe đến bất lực. Chỉ thấy Tô Tiểu Ngọc với gương mặt ửng hồng, lập tức lôi ra một con côn trùng dài nhỏ. Con côn trùng này toàn thân màu đen đậm, dài nhỏ mà mềm mại, chừng một ngón tay. Trên người nó được bao trùm bởi một lớp vảy thật nhỏ, lóe lên quang mang mờ nhạt mỏng manh. Cái đầu con côn trùng ấy hình tam giác, có một đôi xúc giác sắc nhọn, con mắt lóe sáng màu xanh lá. Hai ngón tay Tô Tiểu Ngọc dùng sức, trực tiếp kẹp gần chết con thâm viên tiểu trùng quái dị này, sau đó gọi ra độc xà của bản thân, một ngụm ngậm lấy nó, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Làm xong hết thảy những chuyện này, Tô Tiểu Ngọc lại một lần nữa khoác chiếc áo tràng nham thạch xám lên người. Qua oa oa, cách đó không xa, nhóm thâm nguyên độc cư vừa phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, kèm theo âm thanh rên rỉ thương tâm. Ý nghĩa của tiếng kêu này chính là địch nhân vừa xuất hiện cực kỳ mạnh mẽ, quân tâm của thâm viên độc cưu đã bị giết đến suy sụp, không thể vây công người này được. Nhân cơ hội này, Nam Cung Cầm và Tô Tiểu Ngọc lập tức di chuyển, chậm rãi tiến vào chỗ sâu trong sào huyệt cách đó không xa, Lý Thủy Đạo đang đứng trong một đống thi thể độc cưu, đưa mắt quan sát chung quanh một người, hai người, ba, bốn, tám, chỉ trong giây lát, đã có ít nhất là tám người tham gia thâm uyên thí luyện trực tiếp ngụy trang thành tảng đá, nhanh chóng di động vào chỗ sâu trong sào huyệt độc cưu rồi. Đến tột cùng là bên trong sào huyệt độc cưu này có loại bảo vật gì? Lại có nhiều người xông vào nơi đây như vậy, những người này đều không ngoại lệ, ai nấy đều chuẩn bị pháp khí ẩn tàng từ trước, nếu không bọn họ cũng không thể chui vào sào huyệt của Thâm Uyên độc cưu ngay dưới mí mắt chúng nó như vậy. Lúc này, Lý Thủy Đạo chợt âm thầm cảm thấy may mắn, vì bản thân tự hạn chế đủ. Lại nói, từ sau khi giết chết Triệu Thi Minh tại đầm lầy Lý Thủy Đạo cũng không tiếp tục vận dụng phi hành thuật nữa. Ngay cả vừa rồi, dù bản thân phải đối mặt với quá trình vây công của thâm uyên độc cưu, Lý Thủy Đạo cũng kiên trì không dùng phi hành thuật, cấp tốc thoát đi, mà cầm lam sương kiếm trong tay, liều mạng chiến đấu cùng thâm uyên độc cư, cuối cùng là cứng rắn giết lui chúng nó. Hiện tại, Lý Thủy Đạo đã thu được 8.000 công huân. Muốn tu luyện, thái âm chỉ, cần dùng điểm công huân để đổi công pháp, còn cần dùng điểm công huân đổi lấy quyền sử dụng, ít độc châu phỏng trường lý thủy đạo cần phải có ít nhất là một vạn điểm công hung mới có thể vững vàng học được môn công pháp nọ theo thường thức càng là nơi nguy hiểm càng có khả năng tìm được bảo rương vàng bạc có lẽ mục đích của nhóm người này chính là bảo rương vàng ánh mắt lý thủy đạo lóe lên một tia sâu kín hắn đang cân nhắc mình có nên nhúng tay vào vũng nước đục này hay không hiện tại e rằng năm trăm người tham gia thâm uyên thí luyện đã phân tán đến khắp các vị trí tại lối ra của xích diễm hạp cốc rồi nơi nơi đều có người phỏng chừng đã không còn cơ hội kiếm của hời dành cho hắn nữa. Quên đi không cần thiết, trong tay hắn đã có 8.000 công hung rồi. Nghĩ đến đây, Lý Thủy Đạo lập tức cúi đầu thu thập thi thể dưới đất, hắn đang nhổ bản mạng linh vũ của thâm uyên độc cư từ phần đuôi của chúng nó. Mỗi một cái linh vũ đều lóe lên một mảnh lục mang quỷ dị, hắn lần lượt nhổ ra từng cộng một, tổng cộng đã nhổ được 32 cái linh vũ rồi. Đây là chiến lợi phẩm hắn thu hoạch được sau trận chiến kịch liệt vừa nãy mỗi một cái linh vũ đều ẩn chứa bản mạng kịch độc của thâm uyên độc cư. Hiện giờ Lý Thủy Đạo đã thu thập được 36 cái linh vũ rồi, hoàn toàn có thể dùng chúng tới luyện chế một cây độc phiến. Để quá trình phá giải bát quái tỏa càng thêm sung sẻ, Lý Thủy Đạo từng cẩn thận nghiên cứu cuốn ngọc sách luyện khí có tên là Thiên Công Diệu Tượng Lục, hiện giờ đã có tài liệu nơi tay, hắn cũng hơi nóng lòng muốn thử. Về sau, hắn có thể thành công luyện chế một cây độc phiến hay không, lại phải nhìn xem bản thân có thiên phú luyện khí hay không. Nếu có, hắn cũng nên khai phá thiên phú này một chút, không có coi như xong, không tiếp tục lãng phí thời gian thêm nữa. Tuy nói nghệ nhiều không đề thân, nhưng nghiệp quý ở tinh không quý ở nhiều, hết thảy cứ tùy duyên đi. Nghĩ đến đây, Lý Thủy đạo dứt khoát xoay người rời đi. Đột nhiên từ phía sau lại truyền ra tiếng đánh nhau kịch liệt. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy hai nữ nhân đang cầm trường kiếm trong tay khổ sở đối kháng cùng đàn thâm viên độc cư hung hăng xông đến. Lý Thủy Đạo có chút ngoài ý muốn phát hiện bản thân hắn từng quen biết hai nữ nhân này. Một nàng tên là Nam Cung Cầm, hai người bọn họ từng gặp mặt một lần bên trong phường thị của ngũ độc môn từ nhiều năm về trước. Cũng từ trong miệng Nam Cung Cầm này, Lý Thủy Đạo mới biết được ảo diệu của, xà hàm tâm pháp, từ đó mà thay đổi, cách mô ngạnh khí công, của chính mình, khiến cho điểm yếu của bản thân có thể xuất dương nhập phúc, không còn tráo môn một nữ nhân khác tên là tô tiểu ngọc hai lần lý thủy đạo tham dự đại chiến xuất bài đều gặp mặt nàng nàng này thực lực khá mạnh sát phạt quyết đoán hai nàng đều là môn hạ của kiếm quyết xà hoàng cũng là chân truyền đệ tử xà tham của sư tôn lúc này hai nàng đang bị hơn trăm con thâm viên độc cư vây công trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp rơi vào hiểm cảnh cầu sinh nam cung cầm ít độc châu trước mắt Lý Thủy Đạo nhanh chóng sáng ngời, hắn không chút do dự đã quyết định ra tay tương trợ. Chỉ thấy hắn cầm trong tay Lam Sương Kiếm, nhằm thẳng về phía chiến đoàn. Những con thâm viên độc cư kia vốn là thứ chuyên bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi người mạnh, vừa thấy Lý Thủy Đạo cầm kiếm trong tay đánh tới, cả đám đều chạy tán loạn ra ngoài, ngay cả một cơ hội tiếp cận cũng nhất quyết không nhường lại cho hắn. Vừa rồi những con độc cư này đã sớm bị Lý Thủy Đạo giết cho sợ đến vỡ tim, căn bản không dám đối mặt với sát thần này thêm một lần nào nữa. Kể cả khi hắn xâm nhập vào sào huyệt, nhóm, thâm uyên độc cư, thông minh kia tự nhiên sẽ không lựa chọn liều mạng cùng hắn. Người càng thông minh càng tiếc mạng, yêu thú cũng vậy, Lý Thủy Đạo cầm kiếm giết tới, hơn trăm con thâm uyên độc cư chỉ biết bỏ chạy khắp nơi, chúng nó hoặc là lượn vòng giữa không trung, hoặc là đậu trên vách đá dựng đứng, đều nhìn về phía Lý Thủy Đạo, Nam Cung Cầm và Tô Tiểu Ngọc, không ngừng phát ra tiếng rít cào cảnh báo sâu dưới lòng đất thuộc sào huyệt của thâm uyên độc cư nam cung cầm và tô tiểu ngọc mặc áo choàng nam thạch xám xảo diệu mà ngụy trang thành tảng đá thật cẩn thận đi về phía trước thừa dịp có người hấp dẫn sự chú ý của thâm uyên độc cư hai nàng đẩy nhanh tốc độ tiến lên nhưng chiến đấu giữa thâm uyên độc cư và địch nhân lại kết thúc vô cùng nhanh chóng nhóm thâm uyên độc cư phát ra tiếng kêu qua qua thảm thiết nghĩa là địch nhân vừa xuất hiện cực kỳ mạnh mẽ nhóm độc cư không định liều chết cùng đối phương tình huống phát sinh khiến tốc độ tiến lên của nam cung cầm và tô tiểu ngọc đành phải giảm xuống nếu hai nàng muốn hoàn thành nhiệm vụ sư tôn dặn dò thì tuyệt đối không thể bại lộ bản thân nhưng một chuyện ngoài ý muốn lại phát sinh a à, nam cung cầm cắn môi kêu lên một tiếng sư tỷ ngươi làm sao vậy tô tiểu ngọc nhỏ giọng hỏi ta ta cũng bị con côn trùng kia cắn âm thanh đứt quãng của nam cung cầm truyền ra sư tỷ, ngươi ráng nhịn một chút. nha, ta nhịn rồi, nhưng ta, ta không nhịn được. cảm giác ngứa ngáy tê dại nọ thực sự khó chịu, nó làm da đầu nam cung cầm rung lên, nàng chỉ có thể đưa tay đi móc. sư tỷ, ngươi làm nhẹ một chút. có độc cưu nhìn qua. tô tiểu ngọc lên tiếng nhắc nhở. nha, không, thứ côn trùng đáng ghét này. ừm, lăn ra đây cho ta. a, à, cho ta nam cung cầm hung hăng rút một cái rốt cuộc cũng rút được con côn trùng vẫn đang tra tấn mình ra ngoài Hoa. thâm nguyên độc cư trực tiếp phát ra một tiếng rít trầm thấp đầy phẫn nộ âm thanh này giống như một tiếng sét đánh khiến cho đám thâm nguyên độc cư vốn đang dạo chơi giữa không trung cùng với đứng gác trên vách núi đen đều đồng loạt hướng ánh mắt nhìn về phía nam cung cầm trong ánh mắt của chúng nó đều lộ ra vẻ giả dối và hung tàn thâm nguyên độc cư có trí tuệ cực cao chỉ trong nháy mắt chúng nó đã nhận ra tảng đá trước mặt mình chính là người ngụy trang. Trong lòng Nam Cung Cầm và Tô Tiểu Ngọc vô cùng căng thẳng, các nàng biết lớp ngụy trang của mình đã bị nhìn xuyên qua rồi. Thâm viên độc cư bắt đầu tấn công các nàng, đôi cánh vỗ phành phạch, trực tiếp nhấc lên một cơn cuồng phong. Không cần phải né. Cứ chiến đi, sư tỷ. Tô Tiểu Ngọc xốc áo tràn nham thạch xám lên, trường kiếm trong tay lóe sáng hàng quang. Nam cung cầm cũng sốc áo tràn lên, kiếm khí phóng lên cao, kiếm quyết phung vân thổ vụ. Chỉ thấy thân hình các nàng vô cùng linh động, kiếm chiêu sắc bén, giống như hai con độc xà quấn quanh cùng một chỗ, trực tiếp tấn công đám độc cư vừa há miệng rít gào vừa từ trên bầu trời ập tới. Móng vuốt và mỏ nhọn của đám thâm nguyên độc cư giống như bão tố, nhanh chóng bao phủ hai nàng. Nam cung cầm và tô tiểu ngọc trực tiếp thi triển ra thân pháp quỷ mị, kiếm quang lóe sáng, chỉ vẹn vẹn có hai người lại giống như đã hóa thân thành vô số bóng kiếm chắn đám thâm viên độc cưu từ ngoài cửa nhưng lúc này hai nàng đã xâm nhập vào bên trong sào huyệt của thâm viên độc cưu bởi vậy vì sào huyệt an toàn vì chim non vì trứng chim nhóm thâm viên độc cưu đã quyết định liều mạng chúng nó rít lên những tiếng bén nhọn một mực xung phong lao đến như phát điên rồi trường kiếm trên tay tô tiểu ngọc lướt ngang qua hư không một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực thâm viên độc cưu nhưng chính nàng cũng bị cái mỏ sắc nhọn của độc cưu mổ thương bả vai. Chỉ trong khoảnh khắc, máu tươi đã nhuộm đỏ y bào, cơn đau nhức truyền khắp toàn thân. Nàng cắn chặt răng, cố gắng nhịn đau, giúp khoát vung kiếm nghênh đón một con thâm viên độc cưu khác. Thân hình nam cung cầm vừa chuyển, kiếm phong xẹt qua cổ thâm viên độc cưu, máu tươi phun mạnh ra ngoài, nhưng nàng lại bị móng vuốt của một con thâm viên độc cưu khác bắt được cánh tay. Cơn đau nhức truyền đến, nàng cảm nhận được xương cốt của bản thân như bị xé toạt ra nam cung cầm cắn chặt răng dùng hết toàn lực mới thoát được đồng thời cũng chém một kiếm về phía móng vuốt của thâm viên độc cưu chặt đứt nó trong chiến đấu miệng vết thương trên người hai nàng càng ngày càng nhiều máu tươi không ngừng chảy xuôi xuống thâm viên độc cưu nhìn thấy máu lại càng trở nên điên cuồng ngay tại thời điểm hai nàng chuẩn bị gọi đồng tham gia liều chết chiến một trận đột nhiên một nam tử cầm một thanh hàng băng trường kiếm trong tay, bay vút đến. Người chưa đến, trường kiếm trong tay đã tản ra hàng khí tận trời. Trong lúc kiếm quang bay múa, động tác của nhóm thâm viên độc cư lập tức thay đổi, trở nên chậm chạp hơn nhiều. Tuy kiếm thuật của vị nam tử này chẳng có điểm gì tinh diệu, nhưng mỗi một kiếm đều chuẩn xác không chút sai lầm, trực tiếp chém chết con thâm viên độc cư đã bị hắn nhắm đến. Thâm viên độc cư nhìn thấy người tới, lập tức bị sợ hãi chi phối tâm thần, tiếng thét chói tai đầy kinh hoảng cứ liên tiếp vang lên, sau đó cả đàn lập tức giải tán. Lại nói, khi chiến đấu cùng hai nữ nhân trước mặt, thâm nguyên độc cưu có thể nhìn thấy máu, có hy vọng thắng lợi, nhưng chiến đấu cùng lý thủy đạo, chẳng khác nào chúng nó đang phải đối mặt với một cỗ máy giết chóc lạnh như băng, chỉ có chúng nó tử vong, mà lý thủy đạo, ngay cả một mảnh da cũng không rớt. Phải biết rằng, móng vuốt và mỏ của thâm nguyên độc cư nhiều nhất cũng chỉ tương đương với hạ phẩm pháp khí bởi vậy băng thiềm ngạnh khí công của lý thủy đạo hoàn toàn có thể phòng ngự được những đòn công kích đến từ bọn chúng lúc này nam cung cầm và tô tiểu ngọc đều đã bị thương dưới đất cũng có thêm chừng bảy tám bộ thi thể độc cư lý thủy đạo không chút khách khí không lưng xuống lại bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm hắn thu hoạch được tám cái độc cư linh vũ Vậy là trong túi đã có 46 cái linh vũ, dùng để luyện chế độc phiến cũng có chút nhiều, nếu thuần túy chỉ vì đề cao luyện khí thuật của chính mình, có lẽ hắn nên dùng chúng để luyện chế tên độc trước. Chuyện gì cũng vậy, nên làm từ dễ đến khó, nếu ngay cả tên độc hắn cũng không luyện thành, thì luyện chế độc phiến cũng chỉ làm lãng phí tài liệu mà thôi, còn không bằng cầm nó đi tặng người. Dù sao hiện tại Lý Thủy Đạo cũng không định tiếp tục luyện chế ngọc hành đan nữa hắn sẽ dùng thời gian luyện đan để luyện khí mỗi ngày luyện một mũi tên độc tích lũy trình độ luyện khí đợi cho đến khi công phu trên tay đã đủ lại luyện chế độc phiến cuối cùng là luyện chế độc y tiến dần theo từng bậc lại nói trong tay lý thủy đạo đang có một cuốn mọc sách luyện khí tên là thiên công diệu tượng lục đặc điểm của bản luyện khí thư này vốn là giảng về luyện khí pháp tinh xảo bác quái tỏa cây quạt ô che pháp y đều thuộc về phái hệ này khi luyện tới cuối cùng mới phân thành hai chi nhánh một là phát huy tinh xảo đến mức tận cùng chính là khôi lỗi thuật hai là kết hợp sâu cùng trận đạo chính là luyện trận thuật về phần một chi nhánh khác thuộc luyện khí thuật là tinh luyện luyện khí pháp hắn cũng chỉ có thể tạm thời buông tha cho một phái luyện khí pháp này có liên quan chủ yếu đến làm nghề nguội và dung luyện tinh thiết hiện tại lý thủy đạo đi sâu vào nghiên cứu thứ này tuyệt đối là làm nhiều công ích có lẽ về sau khi luyện hóa hồng liên hắc hỏa, hắn cũng có thể thử nghiệm một phen. Lại nói, quá trình tu luyện rất dài lâu, chẳng những phải hiểu được đạo lý lấy hay bỏ, càng phải có kế hoạch cụ thể cho mình. Lý Thủy Đạo cầm độc cư linh vũ, một mực im lặng suy tư về, luyện khí chi đạo, của mình, Nam Cung Cầm và Tô Tiểu Ngọc lại nhân cơ hội này để chữa thương. Chỉ thấy hai người lần lượt tự lấy từ bên trong túi trữ vật ra một bình thảo dược tinh hoa, nhẹ nhàng vẽ loạn lên miệng vết thương của mình cảm giác ấm áp của thảo dược nhanh chóng truyền khắp thân thể các nàng hai nàng nhắm mắt lại vận dụng nội lực điều tức thúc đẩy quá trình khép lại miệng vết thương giống như đang thi triển pháp thuật hiệu quả không hề thua kém thần thông chữa trị thủy nguyệt lưu châu lý thủy đạo đang tu luyện phải biết rằng phía trên móng vuốt và mỏ của thâm nguyên độc cưu đều ẩn chứa kịch độc nếu là tu sĩ bình thường đã sớm bị nhiễm độc nào có cơ hội chữa trị miệng vết thương Nam Cung Cầm và Tô Tiểu Ngọc đứng lên, trận chiến đấu vừa rồi quá khốc liệt, khiến hai nàng trở nên chật vật không chịu nổi. Tuy y phục trên người tổn hại, nhưng lúc này, sắc mặt bọn họ đã khôi phục vẻ hồng hào, tinh thần tỏa sáng, nếu đổi một kiện y phục khác, tuyệt đối không nhìn ra hai nàng vừa mới ăn thiệt thòi lớn trong chiến đấu. Lý Thủy Đạo đưa mắt nhìn về phía y phục của hai nàng. Y bào của Nam Cung Cầm là một kiện trường bào tơ lụa màu tím nhạt, từng hoa lệ thanh lịch, nhưng hiện giờ lại bị móng vuốt của thâm uyên độc cưu phá ra vài vết rách, thậm chí trên góc áo còn lưu lại vài đường máu tươi, xuyên thấu qua lỗ hổng còn có thể nhìn thấy da thịt trắng như tuyết, có cảm giác nửa kín nửa hở, nhìn thấy tầm mắt của Lý Thủy Đạo dừng trên người mình, Nam Cung Cầm có chút bối rối lập tức sửa sang lại y phục, vấn đề là y phục đã bị tổn hại khá nhiều, không cần biết nàng che. Như thế nào, cũng không thể hoàn toàn che giấu được, ngược lại là khéo quá hóa vụng, càng khiến nó lộ ra nhiều hơn. Lý Thủy Đạo nuốt ngụm nước miếng, vội vàng quay đầu nhìn về phía tô tiểu ngọc tô tiểu ngọc mặc một bộ y phục bằng tơ lụa màu xanh như nước hồ hiện giờ cũng bị móng vuốt của thâm uyên độc cư xé rách nhìn chật vật không chịu nổi những nơi trần trụi trên người nàng chỉ có nhiều chứ không ít hơn nam cung cầm nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại không có ý định che giấu cứ trừng một đôi mắt to ánh mắt như đau nhìn về phía lý thủy đạo tràn ngập ý tứ cảnh báo đương nhiên lý thủy đạo là người nắm rõ tình hình rất biết điều nhanh chóng dời tầm mắt qua hướng khác không chỉ như thế Hắn còn xoay người đưa lưng về hai nàng nói, hẳn là hai vị cô nương có mang theo y phục dự phòng. "Có, đa tạ công tử." Nam cung Cầm đã thay đổi cách xưng hô, trong giọng nói có thêm vài phần ngượng ngùng. Hai nàng nhanh chóng lấy y phục dự phòng từ bên trong túi trữ vật ra, bắt đầu thay đổi. Tỷ tỷ Nam cung Cầm cởi áo khoác, chuyện thay y phục ở ngay sau lưng một vị nam tử làm nàng rất thẹn thùng, vội vàng cúi thấp đầu xuống, trên mặt nổi lên một mảnh đỏ ửng sư muội tô tiểu ngọc lại cởi áo khoác rất nhanh thay đổi y phục mau chóng động tác sôi nổi lớn mật không hề ngượng ngùng lóng ngóng đừng nói là lý thủy đạo đang đưa lưng về phía nàng kể cả khi hắn nhìn chằm chằm chính diện tô tiểu ngọc vẫn có thể thản nhiên như thường lý công tử xin ngươi hãy xoay người lại nam cung cầm nhẹ giọng nói lúc này mặt nàng đã đỏ tới tận cổ lý thủy đạo xoay người nhìn về phía hai nàng này là mặt đẹp hay là cởi đẹp tô tiểu ngọc không chút khách khí hỏi lý thủy đạo sư muội ngươi đừng nói như vậy lý công tử lần này đa tạ ngươi đã ra tay cứu giúp nếu không e rằng hai người chúng ta chỉ có thể ngã xuống ở nơi này nam cung cầm nguyễn chuyển thi lễ dùng câu nói chân thành gửi tới lời tạ ơn đa tạ lý công tử tô tiểu ngọc cũng mở miệng tạ ơn chúng ta từng là bằng hữu một hồi không cần phải thách khí như vậy. Lý Thủy Đạo mỉm cười khoát tay. Ba người nhìn nhau cười, không khí có chút hòa hợp. Hai vị cô nương, áo tràng nham thạch xám của hai người đã bị hủy, không bằng hãy từ bỏ nơi này đi. Vạn độc thâm nguyên khá là rộng lớn, không cần phải chiến đấu tới chết ở trong này. Lý Thủy Đạo lộ vẻ mặt nghiêm túc khuyên nhủ. Lý Công Tử nói rất có đạo lý, đúng là nơi này rất nguy hiểm, nhưng mà, Nam Cung cầm nhẹ giọng lên tiếng, trong giọng nói của nàng để lộ ra một tia bất đắc dĩ nam cung cầm nhíu mày suy tư dường như đang cân nhắc xem nên trả lời như thế nào cô tiểu ngọc chẳng buồn nói mấy lời vòng vo đã gọn gàng dứt khoát nói lý công tử đúng như câu nói không gặp sĩ ba ngày đã phải lau mắt ngó hai năm không thấy đạo pháp vũ kỹ của ngươi đã hơn xa hai người chúng ta rồi hiện giờ nhóm thâm viên độc cưu đã bị ngươi dết đến sợ vỡ mật nếu ngươi đưa hai người chúng ta tiến vào chỗ sâu trong sào huyệt của chúng thâm viên độc cư tất không dám tiến lên ngăn cản chúng ta biết bên trong sào huyệt có một chiếc hoàng kim bảo trương chúng ta mang ngươi đi đến lúc đó bảo vật bên trong sẽ cho công tử lựa chọn trước ngươi xem thế nào con ngươi trong mắt nam cung cầm thoáng xoay chuyển cho rằng lời nói của sư muội không sai vì thế cũng gật đầu đồng ý lý thủy đạo mỉm cười nhìn hai cô nương trước mặt sau đó mới chậm rãi nói hoàng kim bảo trương cho ta lựa chọn trước ư vậy lỡ như mở ra âm dương hóa linh đan các ngươi cũng không tham lam sao phải biết rằng hoàng kim bảo trương ít nhất cũng có một phần ba tỷ lệ sẽ mở ra âm dương hóa linh đan mà hiện giờ e rằng nam cung cô nương đã kẹt bình cảnh rất nhiều năm rồi nghe vậy nam cung cầm khẽ nhíu mày ánh mắt nàng lóe sáng không ngừng đầy do dự và rối rắm hiển nhiên bản thân cũng cực kỳ khó lựa chọn nhưng tới cuối cùng nam cung cầm vẫn lộ ánh mắt kiên định nói không có gì sau khi mở hoàng kim bảo trương không cần biết bên trong xuất hiện loại bảo vật gì đều sẽ cho lý công tử lấy trước ta và sư muội lấy một chút công huân là được tô tiểu ngọc cũng ở một bên gật gật đầu lý thủy đạo cười càng thêm ý vị thâm sâu vốn dĩ hắn cũng không cảm thấy quá mức hứng thú đối với chiếc hoàng kim bảo trương đang ẩn sâu bên trong hang ổ độc cưu xét cho cùng bên ngoài cũng có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào cái rương này, nhưng hiện tại, hắn lại thay đổi suy nghĩ rồi. Nếu sau lưng cái rương ấy có bảo vật nào đó càng tốt hơn, đương nhiên nó vô cùng đáng để mong đợi, huống chi trên người nữ nhân nam cung cầm này vốn đã có một kiện trọng bảo khác. Năm đó tu vi rất thấp, dù lý thủy đạo có chút lòng tham không đấy cũng không dám rụt trịch gì, nhưng hiện giờ thì khác, nam cung cô nương, chúng ta là bằng hữu, ngươi đâu cần phải khách khí như thế, như vậy đi, nếu mở ra hoàng kim bảo trương, bảo vật bên trong sẽ cho ngươi lựa chọn trước, ta chỉ cần công hương thôi, nhưng ta có một điều kiện. Lý Thủy Đạo lóe lên ánh mắt sâu kín nói. Không biết công tử có điều kiện gì? Nam Cung cầm nhíu mày hỏi. Lý Thủy Đạo chỉ cười mà không nói. Ngươi có bản lĩnh cứ nhầm về phía ta đây, đừng có nhìn chầm chầm vào sư tỷ của ta. Tô Tiểu Ngọc hung tợn nói. Lý Thủy Đạo lập tức chuyển ánh mắt nhìn chầm chầm vào Nam Cung cầm chậm rãi nói, ta chỉ cần thứ Nam Cung cô nương từng trộm ở phường thị năm đó thôi. Là cái gì vậy? Tô Tiểu Ngọc kỳ quái hỏi. Nam Cung cầm có chút khẩn trương liếc mắt nhìn sư muội mình một cái. Một ánh mắt này đã để lộ ra rất nhiều tin tức. Nghĩa là năm đó sư tôn kiếm quyết xà hoàng của Nam Cung cầm vốn không biết chuyện nàng hành động sau lưng sư môn, là nàng gan lớn tới tột cùng, dám đi trộm, ít độc châu lý công tử ngươi hiểu lầm rồi ta đã sớm nói qua ta không có lấy được thứ kia vẻ mặt nam cung cầm thoáng hiện chút khẩn trương nói ha 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 lý thủy đạo cất tiếng cười to nhưng trong lòng đã khẳng định được rồi nếu nam cung cầm không đạt được ít độc châu thì hiện giờ nàng đâu cần phải khẩn trương như vậy cần gì phải tránh né ba chữ ít độc châu kia có tám phần khả năng ít độc châu đang nằm ngay trên người nữ nhân này bị nàng tùy thân mang theo dù sao vạn độc thâm nguyên cũng quá mức nguy hiểm mang cho con bài chưa lật là ít độc châu coi như một biện pháp bảo toàn mạng nhỏ tránh cho đến lúc người chết rồi con bài chưa lật vẫn còn nguyên một khi đã như vậy cứ làm theo lời nói của hai vị cô nương đi lý thủy đạo mỉm cười nói tô tiểu ngọc có vẻ vô cùng hưng phấn vội vàng nói ta đến chỉ đường nam cung cầm lại nhíu mày không nói cùng lúc ấy ở cách đó không xa đang có một đám độc cư đông nghìn nghiệp kết bè kết lũ không ngừng xoay quanh trên đỉnh đầu cứ một mực nhìn chằm chằm vào ba người bọn họ nếu ánh mắt có thể giết chết người khẳng định là lý thủy đạo nam cung cầm cùng với tô tiểu ngọc đã sớm bị chúng giết chết vô số lần rồi chờ tới khi ba người đã quen với ánh mắt cảnh giác và cừu hận của đám thâm uyên độc cư cả nhóm tiến vào sào huyệt của chúng nó thản nhiên tựa như đang lững thững bước đi trên sân vắng phương hướng ba người bọn họ tiến lên khiến cho nhóm thâm uyên độc cư dần dần thả lỏng cảnh giác bởi vì bọn họ không có leo lên trên núi mà đi vào thẳng bụng núi trên núi là nơi đựng trứng chim và khu vực chim non sinh sống còn bụng núi lại là nơi đám thâm uyên độc cư đựng đồ ăn bên trong tràn ngập phân độc cư và thịt thối khí độc quanh năm không tiêu tán nồng đậm vô cùng ba người đi đến cửa vào bụng núi khí độc đậm đặc đã nhanh chóng bay ra ngoài Nam cung cầm và tô tiểu ngọc đồng thời lấy ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng Công tử, khí độc này quanh năm không tiêu tan độc tính kinh người độc thể của chúng ta không thể chống đỡ được chỉ có phục dụng viên thanh linh giải độc đan này mới có thể tự do ra vào Nam cung cầm đổ một viên đan dược từ trong bình ngọc ra đưa cho Lý Thủy Đạo Lý Thủy Đạo cười nhạt một cái cũng nhận lấy đan dược bỏ vào trong miệng dùng hàm răng trắng vỡ cảm nhận dược lực bên trong, chỉ thấy một luồng thanh linh chi lực nhanh chóng lan tràn khắp châu thân. Đan dược này không có độc. Nhưng Lý Thủy Đạo cũng không định nuốt nó vào trong bụng. Chúng ta vào đi thôi. Tô Tiểu Ngọc cầm trường kiếm trong tay, trực tiếp làm đầu tàu gương mẫu tiến vào. Nam Cung cầm cùng Lý Thủy Đạo theo sát đằng sau. Sau khi tiến vào khí độc nồng đậm kia, những con thâm viên độc cưu nọ không còn nhìn chầm chầm vào ba người bọn họ nữa. Nếu liều mạng đi tới bảo vệ chim non và trứng chim thì cũng thôi, nhưng vì một chút thịt khô mà liều mạng cùng nhóm nhân loại trước mặt, tuyệt đối không phải hành vi của trí giả. Chỉ số thông minh của đám thâm viên độc cưu đều rất cao, tự nhiên cũng hiểu được nên lấy hay bỏ. Đường đi trong bụng núi cực kỳ hẹp, uốn lượng còn khúc chiết, trong thông đạo là một mảng khí độc nồng đậm, mặt đất dưới chân có màu đen, cộng thêm tầng đệm mềm mại, đó chính là phân của thâm viên độc cưu, còn trên đỉnh đầu là hàng đống thịt khô được treo chi chít, hoàn toàn không giống loại đồ ăn mà loài chim có thể chế biến được. Lý Thủy Đạo kéo một miếng thịt khô xuống, đặt ở chóp mũi thử ngửi hai hơi, mùi thơm lập tức tản ra bốn phía. Thoạt nhìn đám độc cưu này làm thịt hong gió cũng không tồi. Lý Thủy Đạo có chút hưng phấn nói. Hắn còn không nhịn được vươn tay kéo xuống khối thịt tiếp theo, chuẩn bị đặt vào trong miệng nếm thử một chút độc tính. Tu vi tới cấp bậc như hắn đã không cần thỏa mãn nhu cầu ăn uống nữa, nhưng để gia tăng kỹ nghệ về độc, cái miệng này càng dùng nhiều sẽ càng có lợi hơn. Không sợ độc chết ngươi ư. Cô Tiểu Ngọc phun ra một câu độc địa, nhưng ngay khi mở miệng nói câu này, chướng khí lập tức chui vào miệng, làm nàng sặc tới khó chịu, suýt chút nữa đã bị độc đến ngất xỉu đi. Lý công tử, ta khuyên ngươi tuyệt đối đừng ăn. Nam Cung cầm mở miệng khuyên giải, Tuy tu vi của nàng ở cùng cấp bậc với Tô Tiểu Ngọc, nhưng lại hoàn toàn không để tâm tới khí độc. Vì sao? Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Ngươi không nghĩ xem bọn chúng dùng loại thịt gì để chế biến thứ này sao? Nam Cung cầm lại nhắc nhở. Là thịt gì? Lý Thủy Đạo nhíu mày suy nghĩ. Má nó, là thịt người. Lý Thủy Đạo lập tức lộ vẻ mặt ghét bỏ, trực tiếp ném khối thịt khô kia xuống đất. Ba người bước nhanh đi, xuyên qua thông đạo uốn lượn mà phức tạp trước mắt, đi tới một khu bụng núi cực kỳ rộng lớn. Nơi này cao hơn 10 trượng, không gian thoáng đẳng vô cùng. Khu vực trung tâm của bụng núi có xây một ngọn núi nhỏ đầy xương trắng, những bộ xương cốt này đều là của các loài động vật, bao gồm cả nhân loại, thậm chí là thâm viên độc cưu sau khi chết, cũng bỏ xương cốt ở nơi này. Xương trắng tự cháy phát ra quỷ hỏa màu u lục, chiếu sáng cả một vùng bụng núi rộng lớn, càng thêm sáng ngời hơn thâm uyên, tiến vào nơi này tựa như tiến vào một khu điện thờ thần thánh với những màu sắc sặc sỡ, lạ lùng. Phía trên đỉnh bụng núi vẫn treo đầy thịt khô. Theo lý thuyết, khi tiến vào một nơi như thế này, hẳn là khí độc phải nồng đậm nhất, nhưng quỷ dị chính là, ở khu trung tâm bên trong núi xương, đầy thịt thối và không thông gió như thế này, lại hoàn toàn không có khí độc, thậm chí trong không khí còn có vài phần tươi mát. Mùi hôi kinh khủng tận trời trong cống ngầm, lại thông qua cống ngầm đi vào ao khí mê tồ, mới khiến cho nơi này trở nên khô ráo tươi mát như vậy. Quỷ dị vô cùng, Lý Thủy Đạo phát sầu đến nhăn mặt nhíu mày, bởi vì xảy ra chuyện khác thường tất có vấn đề. Tô Tiểu Ngọc chỉ vào đỉnh ngọn núi nhỏ xương trắng, nói, hai người xem đó có phải là Hoàng Kim Bảo Trương không? Lý Thủy Đạo thuận theo phương hướng ngón tay Tô Tiểu Ngọc chỉ, lập tức trông thấy một cục gì đó thật lớn, ánh vàng rực rỡ được đặt trên núi nhỏ xương trắng đằng kia đúng vậy thứ này đúng là hoàng kim bảo trương thật hiển nhiên tu sĩ cấp cao của ngũ độc môn từng đi đến nơi này đặt một cái hoàng kim bảo trương ở nơi đây nam cung cầm khẽ mỉm cười với lý thủy đạo nói công tử nơi đây chính là bụng núi nếu mở rương trong này kim quan do hoàng kim bảo trương phát ra sẽ không bị người bên ngoài biết được thứ trong rương chỉ thuộc về ba người chúng ta thôi dựa theo ước định ngươi chọn một kiện trước đi lý thủy đạo nghe vậy thoáng trầm ngâm một lát mới mỉm cười phản bác ba người không nhất định là vậy đâu nam cung cầm nghi hoặc hỏi công tử ngươi có ý gì lý thủy đạo cười cười giải thích nơi này đâu chỉ có ba người chúng ta nam cung cầm và tô tiểu ngọc đưa mắt nhìn nhau trong lòng đã hiểu được ý của lý thủy đạo rồi tranh hai nàng đồng thời rút ra thanh trường kiếm trong tay cả hai kiện pháp khí này đều là trung phẩm pháp khí liên thủ cùng nhau thi triển thôn vân thổ vụ kiếm quyết, hoàn toàn có thể dùng lực đè tu sĩ cùng cấp xuống. Nam Cung Cầm và Tô Tiểu Ngọc rất ăn ý, trực tiếp quay một vòng chung quanh Bạch Cốt Sơn, cẩn thận tìm kiếm, quỷ hỏa lơ lửng vần quanh bên người, mỗi một khúc xương trắng đều lộ ra khí tức tử vong. Các nàng cẩn thận đạp lên những khúc xương bên dưới, ánh mắt các gao nhìn chầm chầm vào mỗi một ngõ ngách xó xỉnh xuất hiện trước mặt mình. Đột nhiên, Ánh mắt Tô Tiểu Ngọc dừng lại trên một đống xương trắng thoạt nhìn rất bình thường. Nàng nhẹ nhàng đẩy khúc xương cốt bên trên ra, để lộ một bóng người đang nằm trong đó. Người này vừa chạm phải ánh mắt lạnh lùng của hai nàng, lập tức nặng ra một nụ cười tươi nói, đừng giết ta, Thủy Đạo Huynh, ta là Trương Phong đây. Vì che giấu, Trương Phong đã lựa chọn phương thức tự chui đầu vào rọ, vùi thân thể mình xuống dưới đống xương trắng, nếu hai người này trực tiếp ra tay, hoàn toàn có thể chém gã thành thịt nát khiến gã chết đi trong quốc ức. Hóa ra là Trương Huynh, hãy xuất hiện đi. Lý Thủy Đạo mỉm cười nói. Nam Cung Cầm và Tô Tiểu Ngọc nghe vậy, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ lui về phía sau hai bước. Trương Phong vội vàng đứng lên khỏi đống xương trắng nọ, thân hình gã có chút cao lớn, mày rậm mắt to, tướng mạo bất phàm. Nói vậy, ở nơi này không chỉ có một mình Trương Huynh. Lý Thủy Đạo mỉm cười nói trương phong vỗ vỗ bụi đất trên người la lớn đừng trốn nữa tất cả đều xuất hiện đi lâm sư đệ lý sư đệ hãy xuất hiện đi cả ba đồ đệ của thiên ngô đạo nhân nữa tất cả không cần phải trốn tránh nữa nếu bị người ta tóm được sẽ rất khó coi gã vừa dứt lời đã có năm người lập tức chui ra từ bốn nơi bí ẩn xung quanh đó trong năm người này lý thủy đạo chỉ biết hai người đầu tiên bọn họ lần lượt là lâm kiếm và lý vân phi hắn không biết ba người khác, nhưng nghe Trương Phong nói, có vẻ như ba người này chính là đệ tử của Thiên Ngô Đạo Nhân. Như vậy ở trong bụng núi này, đã có tổng cộng 8 người, số lượng vừa đủ. Phải biết rằng khi Lý Thủy Đạo xâm nhập vào sào huyệt của thâm viên độc cưu hắn đã bị nhóm độc cư vây công, và tại khoảng thời gian ấy, có ít nhất là 8 người khoác áo tràn nham thạch xám, nhanh chóng di chuyển vào trong sào huyệt. Về sau này, lý thủy đạo đánh tan khí thế của đám độc cư trực tiếp đứng tại chỗ nhổ lông chúng nó nam cung cầm và tô tiểu ngọc lại làm ra hành động trêu chọc nhóm thâm viên độc cư cuối cùng phải dựa vào lý thủy đạo mới được giải vây cứu giúp bởi vậy sáu người khác đã nhân cơ hội đó để trực tiếp vọt tới bụng núi cuối cùng là xuất hiện ở nơi đây bọn họ chuẩn bị rất đầy đủ tất cả đều cầm theo kiện hạ phẩm pháp khí áo choàng nham thạch xám mục đích của cả đám cũng rất rõ ràng rồi một đường đi thẳng đến bụng núi này vấn đề là khi xuất hiện ở nơi đây hành vi của bọn họ khá kỳ lạ rõ ràng ai nấy đều biết có hoàng kim bảo trương ở trong này lại nhất quyết không chui ra ngược lại còn ẩn giấu bản thân đi nói đi mục đích của các ngươi rốt cuộc là cái gì lý thủy đạo mỉm cười dò hỏi khi nghe câu hỏi của hắn tám người trước mắt bao gồm cả nam cung cầm tô tiểu ngọc và trương phong đều im lặng không nói gì đừng có bảo với ta là hoàng kim bảo trương nếu mục đích của các ngươi là nó thì bảo trương ở nơi này đã sớm bị mở ra rồi các ngươi tiến vào nơi đây trước chúng ta nhưng không vội đi mở bảo trương ngược lại còn ẩn giấu bản thân kỹ càng rõ ràng là muốn chờ người khác tới mở bảo trương cầm bảo vật sau đó rời khỏi mới đến lấy một kiện bảo vật chân chính nào đó nói đi đến tột cùng thứ kia là bảo vật gì lý thủy đạo tò mò hỏi Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Lý Thủy Đạo đã nói trúng tâm tư của bọn họ rồi. Sau khi im lặng thật lâu, Trương Phong lại là người dẫn đầu phá vỡ bầu không khí im lặng này, chúng ta nhận mệnh từ sư tôn mà tới, sư tôn dặn dò ở chỗ sâu trong sào huyệt thâm viên độc cưu có một viên độc chứng ma hạch, nếu chúng ta lấy được nó, mang về cho sư tôn, mỗi người đều có thể nhận được một viên âm dương hóa linh đan. Lý Thủy Đạo nhìn về phía lâm kiếm, Lý Vân Phi, tiếp tục dò hỏi, Ba người các ngươi là sư huynh đệ, Trương Phong, Lâm Kiếm, Lý Vân Phi đều gật đầu. Sư tôn của các ngươi là ai? Lý Thủy Đạo truy vấn. Sư phụ bọn họ là Ma Chỉ Thái Tuế. Nam cung Cầm ở một bên trả lời. Lý Thủy Đạo quay đầu nhìn về phía ba tu sĩ xa lạ khác, tiếp tục hỏi, sư phụ của các ngươi là Thi Ngô đạo nhân, ba tu sĩ xa lạ nọ cũng gật đầu. Đến đây, Lý Thủy Đạo lại nhìn về phía Nam cung Cầm và Tô Tiểu Ngọc hỏi, sư phụ các ngươi là kiếm quyết xà hoàng, nam cung cầm và tô tiểu ngọc cực gật đầu. Không biết sư phụ các ngươi đã dạng dò như thế nào? Lý Thủy Đạo quay đầu hỏi ba tu sĩ xa lạ kia. Ba tu sĩ xa lạ ấy đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng một người cầm đầu ôm quyền đáp. Lý Đạo hữu, chuyện đã đến nước này, chúng ta cũng thẳng thắn nói ra vậy. Sư phụ dặn bên trong đống xương trắng này có một khối thâm uy ma hạch, bảo chúng ta nhất thiết phải mang nó rời đi, nếu thuận lợi giao vào trong tay sư phụ, mỗi người sẽ được một viên âm dương hóa linh đan nghe xong câu trả lời của bọn họ lý thủy đạo trực tiếp quay đầu nhìn về phía nam cung cầm và tô tiểu ngọc lần này hắn không cần mở miệng hỏi nữa ánh mắt kia đã đủ ý nghĩa rồi nam cung cầm im lặng một thoáng mới nói sư phụ chúng ta cũng dặn dò như vậy rốt cuộc thứ đó là độc chướng ma hạch hay là thâm nguyên ma hạch lý thủy đạo truy vấn là thâm nguyên ma hạch tô tiểu ngọc trả lời cũng được gọi là độc chứng ma hạch, cách gọi khác biệt nhưng chúng chỉ là một loại vật phẩm mà thôi. Nam cung cầm bổ sung. Thâm nguyên ma hạch có tác dụng gì? Lý Thủy Đạo trực tiếp dò hỏi mọi người. Ta nghe sư phụ nói, ít nhất phải là tu sĩ dung linh cảnh mới có thể dùng được viên ma hạch kia, chúng ta cũng không biết nó có tác dụng gì. Trương Phong lắc lắc đầu. Lý Thủy Đạo nhìn về phía ba đệ tử của thiên ngô đạo nhân. Ba người này lắc lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết. Nếu không dùng được, biết thì có tác dụng gì, chỉ khiến mình nghĩ nhiều hơn mà thôi. Cuối cùng, Lý Thủy Đạo nhìn về phía Nam Cung Cầm và Tô Tiểu Ngọc. Tô Tiểu Ngọc lại đưa mắt nhìn về phía sư tỷ của mình. Nam Cung Cầm nhíu mày suy tư một lát mới nói, công tử có ân cứu mạng chúng ta, tiểu muội cũng không dám giấu giếm chuyện là bên trong vạn độc thâm viên này có một loại bảo vật cực kỳ hiếm lạ mang tên vạn độc ma hỏa cũng có tên là thâm viên độc hỏa một khi loại dị hỏa này xuất hiện đều sẽ bị tu sĩ cấp cao của tứ đại gia tộc thu vào trong túi còn tu sĩ tiểu gia tộc kể cả khi bọn họ là cao thủ thiên bản cũng không thể có được loại bảo vật này mà vạn độc ma hỏa đời trước kia chính là độc chướng ma hạch viên độc chướng ma hạch ấy chính là tinh túy của khí độc bên trong thâm viên ngưng tụ lại mà thành vốn dĩ nơi này chính là khu vực ẩn chứa chướng khí cực kỳ nồng đậm nhưng hiện giờ lại hoàn toàn không thấy một chút chướng khí nào có thể hiểu rằng chướng khí ở nơi đây đã co rút lại ngưng tụ thành ma hạch rồi chờ thêm một đoạn thời gian nữa độc chướng ma hạch sẽ hóa thành một luồng vạn độc ma hỏa hừng hực bốc cháy chỉ tu sĩ ngũ độc môn có tu vi đạt tới dung linh cảnh mới có thể dùng công pháp bổn môn luyện hóa vạn độc ma hỏa cũng như thu nó để cho mình dùng thôi lấy tu vi thông linh cảnh của chúng ta vốn không thể luyện hóa được loại độc hỏa này dựa theo lời các ngươi nói dường như hiện giờ vật ấy vẫn chỉ là một viên ma hạch mà chưa diễn biến thành vạn độc ma hỏa vậy vì sao các ngươi lại sốt ruột muốn lấy nó như thế lý thủy đạo kỳ quái hỏi ha hả lý đạo hữu chuyện này không phải đã quá rõ ràng rồi sao nếu hiện giờ không lấy đợi đến sau này khi ma hạch hóa thành ma hỏa đâu có phần cho sư tôn của chúng ta. Trương Phong cười nói. Thì ra là thế. Lý Thủy Đạo giật mình hiểu ra, lập tức gật gật đầu nói. Vậy vì sao sư phụ các ngươi không tự mình tới lấy? Lại phải mượn tay người khác là các ngươi? Lý Thủy Đạo tiếp tục tò mò hỏi. Đạo hữu có điểm không biết, vạn độc thâm nguyên này chính là một điểm tài nguyên rất quan trọng của tông môn. Bất cứ tu sĩ dung linh cảnh nào muốn ra vào nơi đây đều phải báo lên trên chờ phê chuẩn, chờ chấp pháp đường và lễ đường cùng đồng ý mới có thể tiến vào hơn nữa ngay cả khi bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ tiến vào nơi này trên đường cũng sẽ có đệ tử của lễ đường hoặc là chấp pháp đường cùng đi tuyệt đối không có chuyện người ta mặc kệ cho bọn họ tự do thu thập tài nguyên khẳng định là sư tôn của chúng ta đã phát hiện ở nơi này có một viên thâm uyên ma hạch vì thế mới muốn tiên hạ thủ vi cường lấy nó đi trước một bước lâm kiếm giải thích ừm sau khi lấy được nó lại đổi một khu vực khác đào tạo ma hạch thành vạn độc ma hỏa, để cho chính mình luyện hóa. Lý Thủy Đạo vừa bước đi thông thả vừa phân tích tình huống. Có lẽ là như vậy. Lý Vân Phi cũng phụ họa nói. Lý Thủy Đạo nhìn về phía đống xương trắng trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ suy tư. Nói là nói như vậy, nhưng theo hắn, có vẻ như muốn lấy thâm uy ma hạch ra trước thời hạn, lại đưa ra bên ngoài bồi dưỡng thành vạn độc ma hỏa, cũng không dễ dàng, thậm chí còn có khả năng không thể thực hiện được. Nói đơn giản, nếu có thể lấy nó ra trước, sau đó tự mình bồi dưỡng như vậy, chẳng phải những đại gia tộc kia đã sớm lấy ma hạch ra rồi, làm gì có chuyện bọn họ để nó lại nơi đây, e rằng nếu rời khỏi hoàn cảnh nơi này, viên ma hạch kia sẽ mãi mãi chỉ là một viên ma hạch, vĩnh viễn cũng không thể lột xác thành vạn độc ma hỏa được. Như vậy, khi nào nó sẽ lột xác, hiện giờ đang có 9 người có mặt ở chỗ sâu trong sào huyệt của thâm viên độc cư. Đệ tử của kiếm quyết xà hoàng, Nam Cung Cầm, Tô Tiểu Ngọc đệ tử của Ma Chỉ Thái Tuế, Trương Phong, Lâm Kiếm, Lý Vân Phi. Đệ tử của Thiên Ngô Đạo Nhân, ba tu sĩ xa lạ. Tám người ấy cùng đưa mắt nhìn Lý Thủy Đạo, sau đó không một tiếng động, chuyển ánh mắt trao đổi với nhau. Lý Thủy Đạo này có chiến lực kinh người, một người một kiếm lại có thể giết cho đám thâm viên độc cư bên ngoài suy sụp, mất đi ý chí chiến đấu, phần chiến lực này tuyệt đối có thể xếp vào 10 người đứng đầu địa bảng nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha